Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Gia đình Thảo Mây. Hôm nay gia đình nhỏ của con sẽ đến tham quan thung lũng Quai Mê, North Shore. Mọi người hãy theo chân gia đình con nhé, xem nơi đây có gì đẹp hoặc có gì đặc biệt. Gia đình con đã đến đây rồi. Con và mẹ đang đợi ba đậu xe. Mình được đậu xe miễn phí ở đây nha mọi người. Mọi người nên đi sớm vào buổi sáng để có được chỗ đậu gần nha. Mặc dù gia đình con đã đi rất sớm, nhưng đã có rất nhiều người đang xếp hàng mua vé để vô cổng. Giá vé cho người lớn là 25 đồng mọi người, và trẻ em dưới 3 tuổi là sẽ được miễn phí. Thì chỗ đậu xe đi vào thác cũng khoảng tầm 2.4 km. Tùy theo tốc độ của mỗi gia đình thì thời gian đến thác sẽ dài hoặc ngắn. Đường đi đến thác cũng khá là bằng phẳng, nên gia đình nào có các bạn nhỏ giống như gia đình của Tiên thì nhớ đem stroller theo nhé. Vậy là cuối cùng gia đình của Tiên cũng đã đến nơi rồi. Tại nơi đây người ta sẽ cung cấp áo phao miễn phí cho mình. Khi nào mình tắm xong thì sẽ đem lên và trả lại. Ngon không mình? Mẹ tắm luôn.
chuối hả? Uống nước không? Gia đình con đã có mặt tại quán đá bào quê Aula để ăn thử. Dốc mọi người review quán này khá là ngon. Nhưng với sở thích cá nhân của mình thì mình vẫn thích ăn đá bào ở quán Matsumoto ở North Shore hơn. Mà mình thích hương vị ở đó hơn, rất là nhẹ nhàng. Cũng có rất nhiều topping khác nhau để mình lựa chọn. Và khung cảnh ở đó thì rất là đẹp. Tới thứ 6 của gia đình thật mấy đấy em. Đây là mình có cá sabi, salad, trang miệng với trái cây với bạn. Ăn xong thì gia đình nhỏ của con sẽ đến tham quan một ngôi chùa Nhật. Mọi người hãy cùng theo chân gia đình nhỏ của con nha. Cả nhà con đã đến nơi rồi. Ngôi chùa này có tên gọi là Pyodo-in. Pyodo-in Temple là ngôi chùa do người Nhật xây dựng vào năm 1968 để kỷ niệm 100 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước Nhật và Mỹ. Và bây giờ mọi người cùng tham quan chùa cùng với gia đình của con nha. Chùa này nằm ở ngay dưới chân núi. Thank you.
Nó thèm ăn đó, đâu vô lại đâu, ai dạy gì thì đừng vô lại nữa chứ. Đi đâu? Chị bé kìa. Âm Phật hả? Gia đình nhỏ của con đang đi đến Lonely Turtle Beach. Ở đây tầm tháng 7, tháng 8 thì sẽ có rất nhiều rùa. Nhưng vì gia đình của con đi vào tháng 9 nên là không có gặp được bạn rùa nào hết. Ở đây thì có rất nhiều xe bán đồ ăn nên gia đình của con quyết định sẽ ăn trưa và ngắm biển tại đây.
Can we cook Uber, right? Và mẹ heo cũng đã được thêm 1 tuổi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của gia đình con nha. Biết ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.